tử hình kẻ giết người đốt xác tại huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 19 tháng 9, sau 3 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Thanh Hải, đối tượng có hành vi giết người dã man, sau đó đốt xác giấu dưới giếng cạn. Theo cáo trạng, ông DVD và bà NTV ở sát nhà nhau nhưng có xích mích do tranh chấp đất nên gia đình ông D đã chuyển đến nơi khác sinh sống. Chiều mùng 6 tháng 12 năm 2021, ông Điền về vườn nhà cụ hái rau thì gặp bà V và hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó bà V lấy áo khoác của ông D đem giấu đi. Tối cùng ngày, DTKO, sinh năm 2004, con gái ông D, hay tin liền cùng NT, NT, DTHM cùng bạn trai là TTB, ba nữ, một nam, đến nhà bà Vân để đòi lấy lại áo. Trong quá trình đòi áo, Trần Thanh Hải, sinh năm 1989, con trai út của bà V, không đồng ý trả áo nên có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với B. Hải đã vào nhà lấy hai con dao. Thấy vậy, bốn người đòi áo bỏ chạy mỗi người một hướng. Hải nhìn thấy chị M nên xông đến đâm một nhát trúng bụng. O nhìn thấy liền cầm đá ném thì Hải xông đến đâm nhiều nhát trúng cổ, ngực, đùi làm O gục xuống đường. Khi quay lại nhìn thấy chị M đang trên đường, Hải liền xông tới đâm thêm nhiều nhát trúng mặt, ngực, tay. Lúc này, anh B bị trượt té ngất xỉu vừa tỉnh dậy, cầm đá xông đến ngăn cản thì Hải bỏ chạy vào trong nhà. Anh B liền chạy xe máy đến nhà DTM lời nhờ hỗ trợ, chị T cũng dìu chị M về nhà mình rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Về phần Hải, sau khi vào nhà liền tìm can xăng đem ra đổ lên xe máy của chị O rồi châm lửa đốt, sau đó đem chị O ném vào đám cháy. Lúc này chị L được anh B nhờ hỗ trợ chạy xe máy biển số 72X2-3001 đến thấy cảnh này. Quá hoảng sợ nên đã quăng xe bỏ chạy về nhà. Sau khi dập tắt lửa, Hải dùng bao tải cuốn xung quanh người chị O rồi sử dụng xe của chị L mang thi thể đến giấu trong hầm giếng cạn, cách nhà hơn 200m. Cơ quan chức năng nhận định, xuất phát từ mâu thuẫn cũ và hành vi giấu áo của bà V đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho DTKO tử vong. Chị DTHM thương tật 59%, xe mô tô của nạn nhân bị đốt cháy trị giá hơn 13,3 triệu đồng. Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 19 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh giá các hành vi của bị cáo là cố ý giết người, cố tình thực hiện hành vi đến cùng, kết hợp cùng hình phạt của bản án trước đó chưa chấp hành cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hải hình phạt tử hình. Gia đình nạn nhân cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất. Còn luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng cáo trạng còn nhiều điểm chưa hợp lý và một số điểm mâu thuẫn. Đồng thời, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa hai gia đình gây cho bị cáo bức xúc, kích động. Trong vụ án cố ý gây thương tích trước đó cũng xuất phát từ hành động DTHM ném đá Hải cùng gây sự tranh cãi trước. Trên căn cứ đầy đủ ý kiến các bên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người khác. Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa các bên, nhưng bị cáo đã dùng hung khí đuổi đâm nhiều nhát vào các bị hại bất chấp sự ngăn cản của người khác. Đồng thời, hành vi đẩy chị O vào đám cháy thể hiện cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Bản thân bị cáo có hình phạt chưa chấp hành mà còn phạm tội nặng hơn, gây hoang mang và bất bình trong dư luận, trị an tại địa phương. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, bị cáo còn bị tuyên bồi thường cho gia đình nạn nhân DTKO 238,5 triệu đồng và tài sản bị hủy hoại trị giá hơn 13,3 triệu đồng. Bồi thường cho nạn nhân DTHM 332,7 triệu đồng.